Chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái thước thủy điện tử nha. Thì cái thước này nó sử dụng trong cái trường hợp là chúng ta hỏi độ chính xác cực kỳ cao đó. Thì cái hàng này của Singapore ha mọi người, hàng này của Singapore hỏi độ chuẩn nó rất là cao đó. Thì chúng ta xài cái thước thủy có điện tử này. Đây là khui người xem ha. Đây rất là đẹp nha, cái độ hoàn hảo rất là đẹp. Phía sau là có từ nha, thiết kế này là bằng nhựa ha, ở đây là đây bằng nhôm, nó có từ và nó có thiết kế là dạng cái đồng hồ điện tử. Đây này là đồng hồ đo góc đó, khi mà chúng ta để cái để khởi động, người xem ha, đó nào người xem nè, dù ta nghiêng đầu này á đó, ta nghiêng lên nè là nó báo cái bao nhiêu độ. Nghiêng đầu này thì góc cái đầu mũi tên nằm dưới nè, thấy mũi tên chỉ xuống dưới không, thì cái góc mà từ cái mép này và cái đầu ngang bên đây là nó sẽ báo chúng ta là bao nhiêu độ ha, đầu đầu nghiêng đó bao nhiêu độ đó. Thì nó cái mũi tên này nè, nó hiện đi xuống nè, mọi người xem nè, mọi người xem nha. Mũi tên này nè, nó chỉ xuống, nghĩa là cái đầu dưới bên đây, đầu bên đây là nó sẽ thấp thấp này, mũi tên chỉ xuống, đầu này thấp là đầu này cao ha. Ta lật ngược cái lại, ta lật ngược lại thì cái này mình đã thấy độ mũi tên không, mũi tên đưa đi lên thì đầu này cao, đầu dưới thấp ha. Và chúng ta để ngay ngay không độ thì nó sẽ không thì ha, để không độ thì nó sẽ không không hiển thị mũi tên đó. Thì đòi hỏi mũi tên rất là cao nên chúng ta mỗi lần nhích chút xíu là độ nó sẽ nhảy thôi ha, nhích chút xíu là độ nó sẽ nhảy thôi. Cái này là ho là nó báo, nó có đồng, nó có cái loa nằm đây nè, khi mà tên đúng cái độ rồi thì nó sẽ tí báo chúng ta là đã ngang cái độ rồi. Còn lúc mod này lúc mà chế độ đó thì có hai chế độ, chế độ độ và chế độ phần trăm, nên vấn đề chế độ độ thôi, nó không quan tâm cái đó. Trên đây có hai cống thủy, thì hai cống thủy này chúng ta không sử dụng đồng hồ thì nó sử dụng thủy, mà đa phần chúng ta dùng đó dùng đồng hồ rồi thì cống thủy chúng ta không cần quan tâm tới ha. Này của hãng DC Pass ha, nó thiết kế bằng nhựa cao cấp, cầm rất là chắc tay, rất là đã đó. Mấy anh nào đi lắp máy và sử dụng cái này đòi hỏi độ chính xác cao rất là tuyệt vời ha. Này những thiết kế dành cho thợ kỹ thuật chuyên nghiệp, thì cái thước này nó có giá là 650.000 nha mọi người ha. Sử dụng hai pin, pin này là pin của thằng Hitachi nha, pin này của Hitachi Nhật á, Maxell, đây Hitachi Maxell nè à. Hàng của Singapore nên nó sản xuất cái độ nét nó cũng rất là nét ha mọi người. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ mua này liên hệ với tôi số điện thoại bên trên nha. Rồi cảm ơn mọi người, rồi xin chào.